là cô Tiếu đây. Có phải đây là hình ảnh quen thuộc mà các bạn thường gặp trong mỗi bữa cơm của gia đình Việt Nam mình không nhỉ? Cháu mời ông ăn cơm, cháu mời bà ăn cơm, con mời bố ăn cơm, con mời mẹ ăn cơm, cháu mời ba ăn cơm, cháu mời cậu ăn cơm, cháu mời thím ăn cơm, cháu mời mợ ăn cơm, em mời anh ăn cơm, em mời chị ăn cơm, mời các bạn ăn cơm. Mời từ nãy giờ cô hết hơi rồi các bạn ạ. Vậy thì các bạn có tò mò xem trong mâm cơm của người Trung Quốc thì họ sẽ nói những gì không nhỉ? Chúng mình hãy cùng theo dõi các tình huống sau đây nhá. 我几克 吃吧 Nice 多吃点儿 慢慢吃，哎，喝点水，喝点水。 12 seconds later. 我吃饱了，哎，饱什么饱，吃，再吃，多吃点。 吃吧吃，我吃不下了。 Wow, vậy là chúng mình thấy trong mâm cơm thì người Trung Quốc sẽ không đi mời từng người một đúng không? Mà họ sẽ nói những câu sau đây, chúng mình hãy cùng cô Tiếu ôn lại nhá. 我请客，啊，我请客，多吃点儿，多吃点儿，慢慢吃，啊，慢慢吃。 喝点水，喝点水。我吃饱了，我吃饱了，我吃不下了。 Vậy là sau khi xem xong video này, chúng mình sẽ không cần phải lo lắng nếu chúng ta đi ăn với người Trung Quốc thì trong bữa cơm chúng mình nên nói những gì rồi đúng không nào? Các bạn đã nhớ được tổng cộng bao nhiêu mẫu câu thì hãy cùng comment xuống bên dưới để cho cô Tiếu biết nha. Và chúng mình đừng quên ấn nút like và subscribe bên dưới để cùng theo dõi những video thú vị hơn về sau nha. Còn bây giờ thì bye bye.